Sáng 17 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành công thương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá Bộ Công Thương đã có những đổi mới, quyết liệt thành công trong năm 2018. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được thực hiện thành công, có hiệu quả. Đây chính là tiền đề cho các kết quả nổi bật mà ngành công thương đạt được trong năm qua. Nhiều chỉ tiêu vượt xa yêu cầu đặt ra, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 482 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 7,2 tỷ đô la Mỹ, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2017. Nhiều mặt hàng có kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ, 29 mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khu vực trong nước tăng nhanh hơn khu vực FDI. Bên cạnh các kết quả tích cực, theo Thủ tướng, ngành công nghiệp nước ta vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mức độ liên kết hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành và giữa các ngành còn nhiều hạn chế. Mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đi vào chiều sâu, công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa tương xứng, vân vân. Trật tự thị trường mặc dù được tăng cường kiểm soát nhưng tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ Công Thương với thành tích đã đạt được không được chủ quan thỏa mãn, phải nhìn rõ cơ hội, thách thức, làm đầu tàu cho sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước cùng cả nước lên chuyến tàu cách mạng công nghiệp 4.0. Về mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hàng hóa bán lẻ doanh thu dịch vụ phải tăng cao 12-13%, bảo đảm cân đối năng lượng, trước hết là năng lượng điện tăng trên 10% so với năm 2018. Thủ tướng nêu rõ giải pháp quan trọng với ngành công thương là khoa học công nghệ, đặc biệt trong kỷ nguyên số công nghiệp 4.0. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành công thương một cách thực chất, chặt chẽ và hiệu quả. Tiếp tục xử lý tồn tại các dự án theo đúng phương án, kế hoạch lộ trình được phê duyệt. Bộ Công Thương cần theo dõi, bám sát diễn biến tình hình cả ở trong nước và quốc tế, từ đó có những phản ứng chính sách linh hoạt, mau lẹ, kịp thời hơn. Và Thủ tướng nhấn mạnh, từng bộ, từng hiệp hội, tập đoàn, từng doanh nghiệp, từng tỉnh phải có chương trình phát triển công thương, phải chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu, phát triển dịch vụ, sản xuất công nghiệp và thương mại. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, toàn ngành công thương chỉ có tiến mà không có lùi.